Xin chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là bản tin. Dustin Nguyễn và vợ nổi bật với phong cách hoàng gia khi xem đua ngựa ở Anh. Mới đây, nam diễn viên Dustin Nguyễn chia sẻ loạt ảnh anh cùng vợ mới Bibi Phạm thân mật khi xem đua ngựa ở Anh trên trang cá nhân khiến nhiều người ghen tị. Nam tài tử Dustin Nguyễn và vợ mới là cụ người mẫu Bibi Phạm đã có những khoảnh khắc thân mật khi tham dự sự kiện đua ngựa Royal Ascot 2016 ở Anh vừa qua. Bibi Phạm nổi bật khi diện bộ váy và mũ thanh lịch có gam màu hồng pastel ngọt ngào của nhà thiết kế Lý Quý Khánh. Được biết, vợ chồng Dustin Nguyễn theo dõi giải đua ngựa tại khu vực mang tên Royal Enclosure là khu được tiếp cận các thành viên hoàng gia. Vì vậy, khách mời phải tuân thủ các quy định về phục trang khá nghiêm ngặt. Đàn ông phải mặc áo đuôi tôm và đội nón truyền thống. Phụ nữ phải mặc áo che vai, váy dài qua gối, đội nón suốt buổi tiệc. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!